Hay, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ thông tin đến mọi người quy định mới nhất về việc xử lý diện tích đất thực tế trên lệch so với trên sổ đỏ từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, khi luật đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bố ích, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới đây sẽ quy định rõ về cách xử lý đối với diện tích đất thực tế trên lệch so với trên sổ đỏ tại Điều 135 của luật đất đai năm 2024. Cụ thể, trường hợp có sự trên lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên sổ đỏ đã được cơ quan nhà nước cấp mà có ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất không có tranh chấp với người sử dụng đất liên kề thì khi cấp hoặc cấp đổi sổ đỏ diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế trường hợp đo đạc lại diện tích mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước cấp thì phần diện tích trên lệch nhiều hơn được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại luật đất đai năm 2024. Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp mà vị trí không chính xác thì sẽ được rà soát cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất theo quy định. Cũng theo quy định tại Điều 135 luật đất đai năm 2024 thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của luật này trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã phường thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì được cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trường hợp những người có chung quyền sử dụng đất chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì được cấp chung một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp sau khi cơ quan nhà nước xác định không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính. Trường hợp thuê đất phải trả tiền thuê đất hàng năm thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước hoặc tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng hoặc mở rộng đường giao thông theo quy hoạch hoặc tặng cho sử xuống đất để làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết gắn với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất theo quy định tại luật đất đai năm 2024 và người sử dụng đất sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào đối với trường hợp này. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người về quy định mới nhất về việc xử lý diện tích đất thực tế trên lệch so với trên sổ đỏ từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 khi luật đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với con nhé.